Tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác liên quan đến tình hình rét đậm rét hại tại miền Bắc những ngày qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục đón nhận đợt rét tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn có thể tác động tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Vào ban ngày, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 16 đến 18 độ C, nhưng ban đêm khu vực chuyển rét đậm, rét hại khi mức nhiệt xuống ngưỡng từ 8 đến 10 độ. Tại miền núi tiếp diễn mức nhiệt thấp nhất là từ 3 đến 6 độ C, băng giá có thể xuất hiện tại khu vực núi cao nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày qua. Với sự chênh lệch nhiệt độ này khiến những người mắc bệnh tim mạch, xương khớp, đột quỵ trở nặng hoặc biến chứng. Vì vậy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, người có bệnh nền, cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và vùng ngực. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong nhiều ngày qua, tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc đã có băng tuyết và gây ra những thiệt hại đến vật nuôi, cây trồng. Tại tỉnh Sơn La, đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa đã kéo theo nhiệt độ giảm mạnh. Tính tới chiều nay, đã có hơn 1.700 con gia súc của người dân tỉnh này đã bị chết rét, thiệt hại ước tính cả chục tỷ đồng. Ghi nhận của phóng viên VTC16 tại huyện vùng cao Bắc Yên, nơi có nhiệt độ thấp nhất của tỉnh Sơn La. Biết trước là có không khí lạnh, gia đình anh Của đã nhốt đàn trâu bò về chuồng để trông rét. Dù đã làm đủ mọi cách như che chắn chuồng trại, đốt lửa cho trâu bò ăn bổ sung và mặc áo ấm, tuy nhiên do thời tiết lạnh giá, đến sáng, một con bò nhà anh không thể đứng dậy. Sáng nay ra thì con bò nó bị ngã, chắc nó lạnh quá, chẳng biết nó có sống nổi không, thấy rất thương nó. Nếu nó chết, gia đình cũng chỉ biết đem mổ thịt thôi, chứ biết bán cho ai bây giờ. Cùng ở bản Bẹ, gia đình anh Thảo A Trống nuôi được 6 con trâu, bò, kèm một đàn dê, bò mới sinh được con bê con, nên anh Trống cũng cẩn thận nuôi nhốt trong mấy ngày vừa qua. Tuy nhiên, sáng nay anh xuống kiểm tra đàn gia súc của mình thì nhận thấy một con bê và một con dê bị chết cóng. Thì hôm kia vẫn đi xem một lần nữa, vẫn khỏe bình thường. Thì sáng nay hai vợ chồng mình đi xem lại nữa thì vẫn chết như này rồi. Nhưng mà nhà mình ở dưới kia là một cái láng ở dưới nương. Thì như nhà sáng nay để cho ở dưới láng nhưng mà chả biết tại sao nó chết, chắc là lạnh quá nó chết thôi. Hiện trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có khoảng 130 con gia súc bị chết rét. Ước tính thiệt hại ban đầu đối với đàn gia súc khoảng gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra có rất nhiều thiệt hại khác về hoa màu và cây trồng mà các địa phương chưa thống kê. Đối với thiệt hại do rét hoặc do dịch bệnh thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con. Vì một con trâu bò khi còn sống thì giá trị nó rất là cao, nhưng không may bị dịch bệnh hay là bị chết rét thì cái thậm chí là còn không bán được, hoặc cái số tiền thu về thì nó rất là nhỏ. Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 1,3 triệu con gia súc, hơn 7,3 triệu con gia cầm các loại. Theo ước tính, số gia súc bị thiệt hại trong đợt rét lịch sử vừa qua đã gần 1.800 con, tập trung ở các huyện vùng cao như Bắc Yên, Thuận Châu, Mộc Châu. Và dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi tình trạng rét đậm, rét hại theo dự báo vẫn tiếp diễn tại khu vực Tây Bắc. Cũng liên quan đến thời tiết và khí hậu, theo dự báo thì năm nay có thể là năm thứ tư liên tiếp vùng hạ lưu sông Mekong bị khô hạn nghiêm trọng. Sông cạn, thiếu nước ngọt, thiếu lượng phù sa. Theo quy luật cân bằng tự nhiên, khi nước biển vượt qua các cửa sông lấn sâu vào nội địa thì sẽ gây hạn mặn gay gắt. Tình trạng này còn làm tổn thương nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và môi trường sống của khu vực. Để ngăn sự thay đổi của dòng sông Mekong, cần thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiêu dùng nước theo hướng phát triển nền công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, tập trung giảm thâm canh, giảm đầu vào, tăng giá trị và chất lượng đầu ra các chuỗi giá trị nông sản. Sản xuất nông nghiệp với 3 chuyển dịch thời vụ để né hạn mặn, sử dụng giống phù hợp, điều kiện hạn mặn, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế hơn cây lúa, kèm theo các giải pháp kỹ thuật tín dụng gắn với thị trường tiêu thụ nông sản để đảm bảo sự chuyển đổi thành công. Hệ thống thủy lợi chủ yếu để thoát lũ nay chuyển sang trữ ngọt, dùng nước tiết kiệm. Bên cạnh nước ngọt thì nước mặn và lợ cũng là tài nguyên phát triển kinh tế biển, ven biển. Các dự án điều tiết nước, kiểm soát mặn, ngọt kịp đưa vào sử dụng đã giúp các địa phương trong vùng phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn hiệu quả. Những giải pháp công trình mang tính kỹ thuật
công nghệ để ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu, sụt lún, hạn mặn là cần thiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là chất lượng, quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, bố trí dân cư, tổ chức sản xuất đặt trong bối cảnh tổng thể, tính đến những mục tiêu ứng phó dài hạn. Tuy nhiên, cũng không quên những mục tiêu trước mắt là người dân phải sống, con em phải đi học, tạo sinh kế cho người dân trong an toàn, trước nhiều thách thức đầu nguồn, tác động nội vùng khi trái tim Mekong vẫn đang rối nhịp. Thưa quý vị, đang là thời điểm giữa mùa khô ở phía Nam, nhiều địa phương đang đối diện với nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Để kịp thời ứng phó với hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay, ngay từ bây giờ, nhiều tỉnh đã đưa vào vận hành hàng loạt các công trình thủy lợi, sẵn sàng các phương án ngăn mặn để bảo vệ sản xuất, kiểm soát tốt nguồn nước cho sản xuất cũng như đời sống của người dân, ghi nhận tại tỉnh Bến Tre. Cống xèo rắn này được xây dựng trên trục đường tỉnh lộ 883 thuộc xã Trào Hòa, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Khi đưa vào sử dụng, công trình đã giúp cho hơn 900 hecta đất canh tác cùng 1.200 hộ dân tại đây luôn được đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ đời sống và sản xuất, dù tình trạng xâm nhập mặn sớm đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà chưa có thi công cái cống này thì cái hậu quả của hạn mặn năm đó nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì năm nay khi mà thi công cái lộ tỉnh 883, bên cạnh đó thi công cái cống này luôn, thì người dân cũng phấn khởi. Sau khi mà thi công cống, đóng cống rồi thì tạo thành cái hệ thống ngăn mặn khép kín, thì cơ bản đáp ứng được cái nguồn nước ngọt phục vụ cho cái đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nói chung là lúa năm nay là ngon lành. Kể cả tôi có đất dừa, năm hạn mặn mà đất dừa đâu nó treo trái rồi. Còn năm nay thì nói chung là nước ngọt là ổn định. Thì cái người dân, cái tư tưởng của người dân chúng tôi cũng an tâm mà để đầu tư nữa. Làm ruộng như trồng dừa là cũng phấn khởi. Tại huyện Bình Đại, do là vùng nuôi trồng thủy hải sản nên người dân thường xả nguồn nước mặn trong chăn nuôi trực tiếp ra thượng lưu sông Ba Lai, dẫn đến độ mặn liên tục tăng cao. Những ngày này, ban quản lý cống đập cũng phải xả nước liên tục để đảm bảo nguồn nước ngọt dự trữ. Về công tác chuẩn bị thì tỉnh cũng có, từ tháng 10, ủy ban tỉnh đã có những chỉ đạo đối với cơ quan chuyên môn và sở cũng đã hướng dẫn với các chi cục, các đơn vị để mà tuyên truyền cho người dân tích trữ và sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. Thì kỳ vọng là năm nay cái thiệt hại về cái hạn mặn sẽ thấp hơn năm vừa qua. Hệ thống thủy lợi của tỉnh thì đa mục tiêu, vừa bảo đảm được cái an ninh nguồn nước ngọt, vừa bảo đảm được cái phòng chống những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, và vừa là giải quyết cái phục vụ cho cái chức năng làm các cái công trình giao thông. Tỉnh cũng đang rất là quyết liệt trong cái đầu tư đồng bộ hệ thống này. Và khi đầu tư đồng bộ hệ thống này thì nó sẽ có cái tác động rất là toàn diện và triệt để cho cái việc vừa thích ứng nhưng mà vừa khắc phục những cái phòng ngừa những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, trong năm qua, tỉnh đã triển khai 5 dự án thủy lợi quan trọng như hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Nam Bến Tre, hệ thống cống kiểm soát mặn tại Ba Chi, Chợ Lách, cống Thù Cửu, đập tạm Thành Triệu. Một số công trình được đưa vào sử dụng kịp thời trong mùa hạn mặn này sẽ góp phần quan trọng để ngăn mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất và đời sống của người dân.